Xin chào các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc, đây là khẩu hiệu quen thuộc bên kênh Giao Việt của em. Hôm nay là ngày đặc biệt đối với kênh Giao Việt, đó là cả công ty được nghỉ đi dự tiệc. Nhưng em phải vào bếp để thực chiến với các món ăn. Đặc biệt là món gà luộc chính, vì vậy mà em phải mang con dao chuyên chặt gà vịt mà bên em đã sản xuất. Mời các bác chiêm ngưỡng và đánh giá để lại ý kiến giúp em. Trên đây là một đầu bếp chuyên nghiệp mà em mời về test dao. Những nhát chặt thật dứt khoát, không trượt phát nào. Và em cũng giới thiệu luôn về thông số kỹ thuật về con dao để các bác tham khảo và đặt hàng. Kích thước của dao là phần lưỡi dài 21 cm, bề rộng trên đầu dao là 11-13 cm tùy theo ý các bác đặt, và phần sống đây lưng là con dao chuyên trị gà vịt. Các bác có thấy hợp lý không thì cứ gọi điện để được tư vấn. Lên trong quá trình chặt miếng gà không bị dập nát. Quay xong game mình phải chỉnh sửa. Phải edit lại, chỉnh sửa lại đi. Ô ra xem này như thôi. Này, chờ cái này lên mẹ quay. Món gì để bếp đấy? Có đọc thịt chó rồi. Cái thớt này nó hơi nóng nóng ấy, chặt nó có miệng mắt. Anh thấy cái lưỡi thớt của bọn ấy nó còn nóng hơn. Mà cái thớt của thớt nó nhiều thớt bở. Đi ra mình giao phẳng ấy. Anh mà thớt là... đấy kéo chặt phát nước nhiều. Đây có anh. Cầy đây thì thôi đi phản cả gốc. Còn đây mớ thế nhỉ? Để nó mới lên mạnh. Có thích cành à? Có thích cành à? Dạo đây à? Dạo đây ai bấm bùn. Bấm bùn dạo đây mà chết. Được, dạo nó nhẹ mà, không nặng mấy đâu. Nhẹ. Cái nước nó xuống nó dáng xuống nó có manh. Cho anh một đĩa. Vâng. Người ta đặt chuyên nghiệp. Không lệch số đo kích thước cân nặng luôn. Chặt mũi. Chặt mũi đấy. Dao chặt mũi. Nhìn kiểu dị dạng. Nó là dao Trung Quốc, thì Trung Quốc. Mẫu mà nó để nó chặt ngỗng ấy. Cục vịt. Ở đây đều quặp mỏ này. Có con ngân trong kia mà. Nó nặng đâu. Phải bắn ngay. Đấy, anh phải để dưới. Nó ăn
ánh sáng nó phản. Ánh điện thấp thì xuống thì nó trên đấy. Thế này này thì nó đấy thì nó đỡ phản vào. Hải Chim đi mua điện thoại đẹp vào. Hải Chim là chim nó có máy quay riêng. Điện thoại ăn thua gì được. Thôi mình quay test cho khách thì mình nghĩ cái loại nó độ phần giải thì 240 rồi anh ạ. Nó mơ thôi. Không. 1080. Bọn em đi chụp ảnh của khách đấy nhưng nó có rơi cò mẹ nét đổ toan nó phải kiểu nó phải hoa. Đến lúc đấy tôi lộ sẹo. Đến nó mới không so được đâu, kiểu như màu sắc nó thế này này. Nhìn cò nó mơ thôi. Con này quay nét căng luôn đi thôi. Xuất bản nó vẫn chỉ 1080 hết cỡ, không mất phí. 4K là mất phí. Dạ. Này khác à? Ừ. Em không hiểu. 4K mất phí không chứ không tải được. Không xuất được. 144 à? 4 mấy à? 4K là nó ghi chỉ ghi 4K, còn cái thằng hạng full HD cho nên 1080. Con HD của nó chỉ có 720. Thấp. Còn thấp nữa thì phải... nó chả gì. Ôm con một cái một chán 14 thì nó trên là 1080 thì đấy là hàng 4K. Đấy, xem mà yếu tí là thì quay mũi. Cái loại sắc này cứ bắt đấy. Đào truyền cái mí của nó chỉ truyền ra. Cả mới là thế. Đàn xương không được phép. Anh ấy cũng giáo sắc. Anh quần là nam giáo. Đàn giáo anh cho em mấy này niếc cái nam sắc. Đây có quần cho ra theo cả đám mai. Cho cả rồi. Đám mai cũng nhiều lắm nhưng không đi lấy được. Quay video thì đẳng cái nát nó đứt hẳn cái gì cả. Thốt nó không đứt được anh. Giật. Nó ra ngoài chơi, phẹp cho nó phát. Chặt xong lại phải nhấn cho cái nữa đi. Chặt như chúng bố, tả bùi xiểm này. Thật lõm. Nó không thái được. Rào rất là sắc. Thái là chảnh như sứt sứt. Nhìn sống rào này. Cái bãi trò làng đây mà cái gì mà nó mà bướng thì cứ để muối để đầu nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.